Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cùng mừng đi tìm hiểu tác dụng của thục địa nha cả nhà. Theo đông y cổ truyền, thục địa là một vị thuốc đông y có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe. Thứ nhất là bổ máu, bổ thận, trắng tinh, rất là tốt cho đàn ông nha cả nhà, cho hệ tuần hoàn máu này. Thục địa là một vị thuốc xuất hiện rất là nhiều trong bài thuốc dân gian. Hầu như các bài thuốc của những cái tiệm thuốc đăng thì đều có thục địa nha cả nhà. Bài thuốc dân gian điều trị một số bệnh lý như cao huyết áp, khí huyết hư, suy nhược cơ thể, chống viêm, hạ đường huyết và ngăn ngừa loãng xương, ổn định đường huyết, chống lão hóa, giảm triệu chứng bệnh thiếu máu, kháng viêm rất là tốt và hỗ trợ chức năng thận, cải thiện chức năng gan và tiêu hóa rất là tốt nha cả nhà. Cả nhà ơi, nếu mà dùng thục địa thì cả nhà có thể hầm thuốc bắc này, hầm lá ngải này, lá đinh năng này, rất tốt cho phụ nữ nha cả nhà. Và có thể hầm gà tiềm thuốc bắc này, hoặc là nấu chè này rất là tốt. Địa còn là một thức để mình nấu một thức uống rất là ngon và bổ não nữa cả nhà nhé. Đẹp da, cả nhà có thể nấu thục địa với quả na hán này, nấu thục địa với sâm bí đao, nấu thục địa với rong biển, là một thức uống giải nhiệt mùa hè rất là tốt cho sức khỏe nha cả nhà, bổ máu. Và nhất là phụ nữ nếu mà uống thục địa và tầm tuổi 30 ngoài trở lên thì chúng ta bị suy giảm resveratrol thì cả nhà nên bổ sung và uống thục địa rất là tốt nhé, để cho khí huyết được lưu thông nha cả nhà, đẹp da nữa. Đến đây video của mình đã hết rồi. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Xin chào.